Minh Thúy xin kính chào quý vị. Nhìn lại lịch sử, cuối thế kỷ thứ 18, đầu thế kỷ thứ 19, sự thành công của cách mạng Pháp đã khiến cho hàng loạt các quốc gia chuyên chế phong kiến châu Âu đã sụp đổ nhanh chóng. Chỉ trong một ngày, ngày 14 tháng 10 1806, thì quân đội Napoleon đã đánh bại quân đội phổ. Dưới sức ép hoặc là cải cách, hoặc là tiêu vong, ép buộc phổ phải chấp nhận cải tổ, Đặc trưng của cuộc đại cải tổ này là vấn đề về cải cách giáo dục. Hầu mong muốn vực dậy một đất nước đã kiệt quệ dưới chế độ vương quyền phổ và gánh nặng chiến tranh để lại. Wilhelm von Humboldt là người được giao trọng trách. Ông tin tưởng không có gì trên trái đất quan trọng bằng sự phát triển con người trong tính đa dạng phong phú của tính cách cá nhân. Đặt nền tảng trên tinh thần khai sáng và nhân văn, hamburg đã đưa nền giáo dục phổ vượt qua rào cản của các định kiến đương thời và về sau trở thành niềm tự hào của đức trong lịch sử âu châu một trường hợp khác về sự đổi mới phá cũ đó là sự bừng tỉnh của nhật bản ý thức về tầm quan trọng của con người phong trào minh trị duy tân giáo dục được thúc đẩy như một đòn bẫy trọng yếu cho công cuộc cải tổ Kết quả là sau di tân, Nhật Bản từ một nước yếu kém và lạc hậu trở thành một nước có sức mạnh toàn diện, khiến cho các nước Tây Phương phải bất ngờ thán phục. Việt Nam sẽ đi về đâu? Nhìn lại lịch sử nhân loại, thật trăn trở cho tương lai của dân tộc. Hiểm họa bắt thuộc, thứ mà nhiều người vẫn thường nhắc đến. Nhưng hãy từ một cái nhìn bao quát, chẳng cần phô bày lại cảnh tượng bạo lực học đường, hôi của, chôm chĩa, cướp bóc, giết người dã man chúng ta vẫn sẽ thấy ngay văn hóa việt nam vào kỳ suy thoái đó là hồi chuông cảnh báo nguy cơ tự giải thể dân tộc mà chúng ta không thể phớt lờ mặc dù tất cả đều đang dự trong một câu chuyện trải nghiệm và viết tiếp lịch sử nhưng vì mỗi nhóm người viết một cách với một mục tiêu riêng rẽ nên chúng ta không có một căn cứ hiển nhiên nào để có thể đoán chắc được tương lai của dân tộc mình cũng như niềm tự hào về cái mỏ neo của một con thuyền đang trao đảo giữa ngàn sóng dữ tin tưởng và trông chờ vào chính quyền hiện tại hay bất kể một lực lượng chính trị nào đi nữa cũng không chắc chắn tất cả những thứ đó đều có khả năng khiến cho chúng ta tổn thương chúng ta không thể nào trông cậy vào nó vì chúng ta sẽ gặp rắc rối khi chính quyền chính trị của nó đặt ra vô kể những giới hạn lên chúng ta người đức hay nhật bản đều không làm nên cái cao cả của họ do đặt kỳ vọng trên một chính thể nào đó thay vì họ ra sức xây dựng sức mạnh nội lực phát triển tiềm năng bên trong bản thân của mỗi cá nhân quốc gia qua con đường giáo dục họ tin tưởng trong tương quan giữa cá nhân và quốc thể thì cá nhân chính là tác nhân làm nên giá trị của quốc gia có một câu chuyện trong cuộc đại cải tổ đức khi một cư dân người Đức bước ra từ một ngôi nhà vương quyền đã sụp đổ vì chiến tranh. Anh ta tự hỏi bản thân liệu rồi những bất hạnh của anh ta có cho phép anh ta cái quyền được tự hào về mình. Câu trả lời là có, bởi cái làm nên trị giá của anh ta là phẩm chất tinh thần của anh ta, nó không hề mất đi ngay cả khi một hệ thống chính trị có bị sụp đổ. Như Ferric Seiler năm 1759 cho đến năm 1805 là một nhà thơ, nhà soạn kịch, triết gia người Đức đã khẳng định rằng điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây chính là sự độc lập giữa tính chất quốc gia với chính trị. Chừng nào mà những thứ giá trị đó còn tiếp tục được củng cố, được xây dựng, được làm cho phát triển thêm thì chừng đó chúng ta có quyền tự hào. Quan trọng là chúng ta có thể đoàn kết và kiên tâm cùng thực hiện một giấc mơ tự tôn dân tộc hay là để nó chỉ là một chiếc bóng lẻ loi bên dòng lịch sử bốn ngàn năm văn hiến chung tay xây dựng một tinh thần mới như những nhà cải tổ phổ nhận định muốn cải cách nhà nước và xã hội cho hiệu quả thì trước hết ta phải tạo nên một tinh thần mới cho con người cái tinh thần mới này làm cho tinh thần bên trong của mỗi người trở nên tự chủ và vượt thoát sự bó buộc trong thế giới mưu sinh vì vậy trong bối cảnh hiện tại giáo dục chính là một phương thức cứu cánh để tạo nên cái mới này mặc dù giáo dục là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của nhà nước nhưng nền chính trị chuyên quyền đã làm vô hiệu hóa mọi nỗ lực cải cách đã không tự mình làm được thì tại sao nhà nước không tạo điều kiện cho sự chung tay góp sức của những hội đoàn ngoài quốc doanh ở nền cộng hòa và dân chủ như cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Người dân là những người nắm giữ vận mệnh của đất nước, nhưng nền chính trị chuyên quyền chỉ sử dụng người dân như những công cụ phục vụ cho chế độ. Những ý kiến thuận chiều thì mới được dùng để tham khảo, các ý kiến khác bị gạt bỏ, thậm chí với những ý kiến chống lại sẽ bị quy chụp vu vạ vào những điều luật về an ninh quốc gia. Có bao nhiêu người vẫn tiếp tục muốn điều này? Tại sao chúng ta không tự vận động? Chúng ta không thể mãi chỉ kêu gọi hoặc chỉ đưa ra phương thức chờ đợi cho đến khi nhà cầm quyền ngó ngàng đến nó nữa. Gần đây có một cố gắng của một nhóm làm sách mang tên cánh bường. Nhưng chỉ là một nhóm thì không đủ lực để tạo nên một tinh thần mới cho người Việt. Mỗi người chúng ta đều phải có phận sự can dự và thực hiện trọng trách này, rèn luyện mình và tác động lên người khác bằng cái đã làm nên chính mình. Đó là nguyên lý nền tảng triết học giáo dục của Humboldt. Tất nhiên là ban đầu sự khởi đi chỉ là một số ít, nhưng nếu không có một hoặc hai người này để khởi đầu thì sẽ không có cơ hội để có những hiệu ứng mạnh mẽ hơn. Hãy xây dựng tinh thần cho chính mình và giúp người khác tạo nên tinh thần mới cho chính họ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi, Minh Thúy xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình phát hình lần tới.